Chào mọi người nhá. Hôm nay sẽ cho mọi người đi lắp cái thuê bao Net 5. Cái trang trại này thường xuyên bị lỗi. Cho nên bây giờ phải chuyển sang cái đường GPON ở đây. Để nó đảm bảo được cái hạ tầng. Công nghệ cũ thì cái GPON, cái AON ở đây thì là kéo từ trong này về đến con trạm khoảng độ tầm 3 km. Bây giờ có cái hộp cáp GPON ngay đây rồi, thế chuyển luôn. Chuyển như này để bảo hành bảo trì cho nó dễ dàng. Kiến nó làm tổ cho mình. Thôi, tí ra chụp ảnh sau anh em ơi. Mở cửa cho nó chạy đi được. Đầu nối thuê bao đã. Ông ơi, cháu vào cháu lắp cái mạng.
Nói gì đấy? Cháu lắp mạng. Mạng à? Vâng. Quản lý cho bà đi vào. Vâng, cháu gọi từ trưa rồi. Đây phòng sát khuẩn. Vâng. Xin chào người đẹp. Chơi bảo bà lắp mạng hơn 1 giờ rồi đấy. 1 giờ hơn, đúng rồi đi. À hơn tí. Chuẩn giờ còn gì. Giờ wifi em bắt được luôn. Thì em vừa cắt ngoài kia làm sao em bắt được. Chuyển rồi mà. Ây da. Quá là khủng luôn. Mà sao mọi đêm ra thay cái đèn lâu thế là làm bảo có hợp đồng làm mà tích cực hợp đồng bên nửa tháng rồi giờ vào thay. Cái này do bên kinh doanh chứ cho em này, cho em chỉ biết lắp thiết bị. Chị gọi cho chị Hoàn mà nhiều khi chị không nào nghe mày thì luôn cơ mà. Chắc bận bận việc quá, nhiều việc. Bây giờ. Sao lại không còn hàng? Bên anh chị mới nhập mà. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế. Ok. Bên chị còn có mấy chai để. Vài chai để chúng mày. Thế đấy, xài phát rồi hết chứ có làm gì đâu. Ô, mày tính không còn pin đâu à?